Ưu đãi siêu khủng cho khóa học được mở bán chính thức ngày 13 tháng 5 2023. Nhập mã KMSK1305 giảm 50% áp dụng từ ngày 7 tháng 5 2023 đến hết ngày 12 tháng 5 2023. Nhập mã KM1305 mua 1 tặng 1 áp dụng từ ngày 7 tháng 5 2023 đến hết ngày 12 tháng 5 2023. Nhập mã SK1305 giảm 35% áp dụng trong ngày 13 tháng 5 2023 đến hết ngày 14 tháng 5 2023. Nhanh tay đăng ký để nhận được khuyến mãi lớn chỉ có trong sự kiện mở bán nhé. Dinh dưỡng cho người bị xơ gan. Xơ gan có thể được coi là giai đoạn cuối của sẹo hóa, xơ hóa của gan. Ở giai đoạn này, chế độ ăn uống đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện chức năng gan và phục hồi tế bào, hạn chế làm tổn thương thêm các tế bào gan đang bị bệnh cũng như các tế bào gan lành. Do đó, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng như thế nào sao cho đúng, chuẩn khoa học cũng cần đặc biệt lưu ý. Đồng hành cùng bạn trên con đường chăm sóc sức khỏe chủ động, trong sự kiện ra mắt khóa học ngày 13 tháng 5 2023, Trung tâm VMC xin giới thiệu đến bạn khóa học về dinh dưỡng, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chức năng gan, mối liên hệ giữa chức năng gan và dinh dưỡng, vai trò của các nhóm thực phẩm và cách chúng ta sử dụng chúng sao cho phù hợp với các vấn đề đang mắc phải. Khóa học dành cho những người có nhu cầu tìm hiểu về dinh dưỡng bệnh lý, đặc biệt là dinh dưỡng khi bị xơ gan, sinh viên ngành y, sinh viên theo học khối ngành dinh dưỡng, người có người nhà bị xơ gan, những người đang bị xơ gan nguyên nhân do rượu, do virus, do béo phì, do lạm dụng thuốc hoặc xơ gan do bệnh gan tự nhiễm, những người có nguy cơ cao bị xơ gan và cần điều chỉnh lối sống, chế độ ăn uống để có một lá gan khỏe mạnh hơn, uống nhiều rượu bia, thừa cân, béo phì, nhiễm virus viêm gan B, virus viêm gan C. Khóa học mang lại các giá trị như học viên hiểu được sự khác biệt giữa chế độ ăn uống khi mắc bệnh và các chế độ ăn uống khi khỏe mạnh và áp dụng được vào thực tiễn. Học viên nắm vững được các nguyên tắc thay thế thực phẩm tương đương và có một chế độ ăn linh hoạt, khoa học giúp ích cho các quá trình điều trị và phục hồi tế bào gan. Học viên biết được những cách ăn, chế độ ăn sai lầm khi đang mắc phải các vấn đề về gan. Ưu đãi siêu khủng cho khóa học được mở bán chính thức ngày 13 tháng 5 2023. Nhập mã KMSK1305 giảm 50% áp dụng từ ngày 7 tháng 5 2023 đến hết ngày 12 tháng 5 2023. Nhập mã KM1305 mua 1 tặng 1 áp dụng từ ngày 7 tháng 5 2023 đến hết ngày 12 tháng 5 2023. Nhập mã SK1305 giảm 35% áp dụng trong ngày 13 tháng 5 2023 đến hết ngày 14 tháng 5 2023. Nhanh tay đăng ký để nhận được khuyến mãi lớn chỉ có trong sự kiện mở bán nhé. Ra điều đấy là sai lầm, nghĩa là sợ sệt một cách quá mức. Thì như đã phân tích ở bài trên rồi, mối liên hệ giữa dinh dưỡng và gan. Thì nếu bạn không ăn thì lấy đâu ra năng lượng để cung cấp cho cơ thể bạn vận hành? Vậy thì chế độ ăn sẽ cung cấp năng lượng để cho cơ thể đảm bảo sự sống. Đấy là cái đầu tiên và quan trọng. Hãy tắm nắng cho con vào buổi sáng sớm, không phải mà bây giờ thời điểm khi mà khoa học càng phát triển thì người ta tìm hiểu càng kỹ và người ta thấy rằng UVB mới là tia mà giúp cái chuyển hóa các tiền vitamin D dưới da. Thực phẩm nên dùng ở đây là nhóm tinh bột. Nhóm tinh bột sẽ là gạo, mì, khoai củ. Nhóm chất đạm sẽ là các loại thịt nạc, cá nạc, trứng, sữa, đậu nành. Nhóm chất béo đó là dầu thực vật.
chào tất cả các bạn. Hôm nay cùng gặp nhau trong chuyên đề về dinh dưỡng cho xơ gan. Và chúng ta đi tìm hiểu dinh dưỡng cho người bị mắc viêm gan nhé. Nghĩa là bị mắc viêm gan virus và hậu quả là xơ gan thì chế độ ăn như thế nào? Viêm gan virus là gì? Tức là gì? Tức là gan bây giờ nhá, nó bị các cái virus xâm nhập vào, gây tổn thương và dẫn đến tình trạng viêm xơ hóa và hậu quả là xơ gan. Vậy có những loại mà virus viêm gan nào thì đây, các bạn sẽ tham khảo ở cái bảng này. Nó được chia làm hai nhóm, có rất nhiều cách phân chia. Tôi sẽ chia vào cái phương pháp gọi là phổ biến nhất cho các bạn dễ định hình. Đó là các virus viêm gan lây qua đường tiêu hóa và các virus viêm gan lây qua con đường máu, đường mẹ con, đường quan hệ tình dục. Thì đường tiêu hóa là có AE, bạn cứ nhớ định hình là tiêu hóa là anh em. Còn đường máu là gì? Là B, là C, là D, là G. Cụ thể nhé, viêm gan A ấy, tương đối là lành tính, nó có khả năng tự phục hồi nếu mà bạn kiêng rượu bia này, bạn áp dụng một chế độ dinh dưỡng hợp lý và thực tế không cần điều trị nó cũng có thể khỏi được. Còn viêm gan E, viêm gan E thì người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng nó cũng rất là lành, nó có thể chữa khỏi hoàn toàn được, trừ ở phụ nữ có thai. Đây là một cái điều rất là đặc biệt của viêm gan E ở phụ nữ có thai, bởi vì cơ thể người phụ nữ có thai lúc đấy có em bé mà, một loạt các cái phản ứng nó diễn ra một cách mạnh mẽ và rất dễ bị rối loạn, có thể bị diễn biến ác tính và dẫn đến tử vong ở một số trường hợp. Còn viêm gan B và viêm gan D thì hiện tại bây giờ đã có vaccine phòng bệnh. Viêm gan B thì diễn biến mạn tính, chưa có thuốc để chữa khỏi. Nghĩa là bây giờ nói như thế này cho các bạn định hình này, nhiều người bị mắc virus viêm gan B, xét nghiệm thì tải lượng virus tăng rất cao trong máu và phải nhập viện để điều trị. Sau khi nhập viện điều trị xong rồi bác sĩ cho thuốc về nhà và sau một thời gian xét nghiệm lại thì thấy không còn virus trong máu và người ta nghĩ rằng người ta khỏi bệnh. Không phải, cái thuốc mà bạn đang uống ấy là nó ức chế cái con virus đấy không cho nhân lên nữa. Nhưng con virus này nó ái tính rất mạnh ở gan, có nghĩa là bây giờ có thuốc lưu hành trong máu thì nó sẽ đi vào trong gan, nó nằm và nó không hoạt động gì nữa, nó nằm im đấy. Nhưng nếu bạn nếu chưa phải uống thuốc kháng virus thì không sao. Nhưng nếu bạn đã bị uống rồi thì nếu mà nó sau một thời gian, nghĩa là bạn bỏ thuốc khoảng 1 đến 3 tháng thì nó không thấy có sự, nghĩa là không thấy có mặt thuốc ở trong máu, lập tức nó bùng phát trở lại. Nó nhân lên, nó gây tổn thương gan ổ ạt và nó dẫn đến suy gan và rất nhiều bệnh nhân tử vong. Đấy là một cái điều đặc biệt của virus viêm gan B, bạn phải lưu tâm. Chưa có thuốc điều trị khỏi. Viêm gan C. Viêm gan C thì hiện tại bây giờ chưa có vaccine. Có thể điều trị khỏi được nhưng mà dễ bị tái nhiễm trở lại. Còn đối với viêm gan G thì đây là viêm gan mà rất ít người biết đến. Bởi vì sao? Bởi vì đến 70% là nó không có biểu hiện gì trên lâm sàng. Nghĩa là mọi người biết bị mắc rồi nhưng không biết mình bị bệnh, mà nó chẳng có biểu hiện gì cả. 25% thành phần của nó ấy, nó lại giống với viêm gan C, nhưng vai trò gây bệnh thì chưa rõ ràng. Vậy mục đích của chế độ ăn nó là gì? Nếu bạn mắc viêm gan virus thì nếu bạn đang phải điều trị bằng thuốc ức chế hoặc các loại thuốc khác thì chế độ dinh dưỡng đúng nó sẽ giúp làm gì? Giúp phát huy cái tác dụng của cái thuốc điều trị đấy của bạn. Rồi dinh dưỡng nó đầy đủ thì nó sẽ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn vận hành một cách tối ưu nhất, rồi cung cấp năng lượng cho gan phục hồi một cách tốt nhất và hạn chế các tổn thương thêm, đặc biệt các tổn thương thêm đến nguyên nhân từ chính dinh dưỡng. Vậy nguyên tắc thì nó giống nhau, tất cả các bài xơ gan đều có một nguyên tắc dinh dưỡng như nhau. Đó là gì? Năng lượng từ khoảng 30 đến 35 kilocalo trên kg cân nặng, protein từ 1 đến 1,5 gram, lipid từ 15 đến 25%. Tùy mức độ gan nó xơ hóa nhiều hay xơ hóa ít. Nhưng tôi chỉ có một số lưu ý đặc biệt ở đây cụ thể đối người viêm gan B, bởi vì viêm gan B bây giờ mắc rất là phổ biến. AE thì lành tính rồi, có thể khỏi rồi. Viêm gan C cũng có thể điều trị khỏi rồi. Chỉ có B thôi. B là các mắc phổ biến mà chưa được điều trị khỏi. Bài này tôi sẽ nói kỹ hơn về B. Thì bạn đã nói rồi, bệnh này không thể tự khỏi được mà chỉ chuyển sang giai đoạn ổn định thôi, nên các bạn không được phép chủ quan, không tự ý uống các loại lá, loại cây cỏ mà được mách bảo, được chỗ nào bày cho, chỗ kia mách cho đó là mát gan, là lợi mật, là tốt cho gan. Rất nhiều bệnh nhân suy gan nhiễm độc đến với bệnh viện của tôi trong cái tình trạng đó là nặng. Bởi vì sao? Bởi thì thấy người ta mách xong rồi về cắt uống, cắt thuốc nam về uống ấy, rất là nguy hiểm. Và chế độ ăn không thể giúp bệnh nhân khỏi bệnh được, nhưng nó sẽ giúp cho bệnh nhân có một trạng thái sức khỏe tốt nhất. Và thứ hai là giúp gan có thể hồi phục được nhiều nhất có thể, như là giúp tăng cường khả năng tái tạo tế bào gan. Và tuyệt đối không được nhịn ăn để giảm cân, cực kỳ tai hại.
Bởi bạn nhịn ăn tức là gì? Bạn đang huy động toàn bộ nguồn năng lượng dự trữ của bạn ra để bạn hoạt động. Và để làm được việc đó là gan phải làm việc. Chế độ ăn phải hợp lý, phải có đầy đủ các cái nhóm thực phẩm, phải có thịt, cá, rồi phải ăn cơm, phải ăn dầu mỡ, phải ăn rau, ăn quả. Nghĩa phải đầy đủ bốn nhóm đấy. Và không được bớt, nghĩa là giảm, là không được ăn lệch. Nghĩa là chúng ta bỏ một trong cái nhóm thực phẩm ấy đi. Thực đơn mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ lấy mẫu một cái thực đơn nhá. Ở nam giới 50 tuổi, nặng 60 cân và cao 1m65. Người này vẫn có thể sinh hoạt bình thường, vẫn lao động bình thường, được chuẩn đoán mắc virus gây gan B. Khi mà đánh giá độ xơ gan thì là F3, F4 và chưa có biến chứng nặng. Ăn uống tiêu hóa thì có cái tình trạng đầy bụng nhẹ, có nghĩa là dễ rối loạn tiêu hóa. Đã uống thuốc kháng virus nhiều năm và đi xét nghiệm lại thì cái nồng độ virus trong máu ấy, nó đã không còn tìm thấy nữa, nó nghĩa là không thấy virus trong máu. Men gan bình thường, albumin bình thường, bilirubin bình thường. Có nghĩa là một người mắc virus gan B ở cộng đồng. Vậy thì chế độ ăn như thế nào? Thì đầu tiên bạn phải tính cân nặng lý tưởng cho người này. Vậy cân nặng lý tưởng chúng ta áp vào công thức thôi, nó khoảng 60 cân. Với năng lượng khuyến nghị mà đưa ra, vì đây là nam giới mà, là độ tuổi lao động, khuyến nghị vẫn là 2100 kcal. Lượng protein bạn cứ áp đúng công thức vào, khuyến cáo là khoảng tầm 1-1.5. Thì bạn ăn trong cái khoảng đấy. Và bạn lấy khoảng giữa là đẹp nhất, là tốt nhất cho cơ thể của bạn. Nó khoảng 1.2-1.3 gram. Thì nó bảo bơ rơi vào 72-78 gram. Đúng công thức bạn áp vào. Và bạn sẽ ra được một cái thực đơn. Đó là gì? Đây là một cái thực đơn mẫu cho các bạn, để các bạn dễ định hình trong đầu. Đó là 1.900-2.100 kcal thì ăn như thế nào. Bạn không muốn ăn phở đúng không? Hôm nay bạn muốn ăn cháo. Vậy cái lượng gạo bạn nấu sẽ bao nhiêu? Nó khoảng 50 gram. Nghĩa là nắm tay của chúng ta này, nếu nắm nhỏ là 30, nắm vừa vừa 40, mà nắm to là 50 gram. Còn nếu có cân thì đưa lên cân, còn nếu không thì một nắm to vậy là được. Thì lượng thịt khuyến cáo cho bữa sáng khoảng 50 gram. Và nếu bạn có điều kiện thì có thể khuyến cáo bạn uống 1 ly sữa gan vào buổi sáng để tốt cho gan. Và thứ hai là để đảm bảo cân bằng năng lượng trong 3 bữa trong ngày. Bữa trưa và bữa tối. Bữa trưa thì khuyến cáo ăn cơm thì sẽ là 2 miệng bát con cơm. Nếu ăn cá sẽ là 1 khúc cá vừa phải. Còn nếu ăn thịt nó sẽ khoảng tầm 8 đến tối đa 10 miếng thịt. Nếu bạn vừa muốn thịt vừa muốn cá thì mỗi thứ bạn giảm đến 1/2. Lượng rau khuyến cáo cho các bữa đó là khoảng 1 miệng bát con rau. Đến tối đa là 1 bát con đầy rau. Và khi bạn ăn rau bạn nhớ nhá. Bởi vì rau ấy, nếu bạn ăn ấy mà bạn không nhai kỹ ấy, thì nó rất nhiều chất xơ không hòa tan, nó sẽ làm cản trở hấp thu các chất dinh dưỡng. Ở người cao tuổi còn có hiện tượng tắc ruột do rau nữa cơ, nên nó ứ đọng lại một điểm. Đấy. Và thứ hai, ở những người xơ gan ấy, họ rất dễ bị xuất huyết tiêu hóa. Nên là cái việc mà bạn ăn rau ấy mà bạn nhai không kỹ mà rau lại nhiều xơ sợi rau già thì có thể gây cọ sát, gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, có thể dẫn tình trạng xuất huyết. Nên ăn rau là phải nhai kỹ. Lượng quả khoảng 100-150 gram. Bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Ưu đãi siêu khủng cho khóa học được mở bán chính thức ngày 13 tháng 5 2023. Nhập mã KMSK1305 giảm 50% áp dụng từ ngày 7 tháng 5 2023 đến hết ngày 12 tháng 5 2023. Nhập mã KM1305 mua 1 tặng 1 áp dụng từ ngày 7 tháng 5 2023 đến hết ngày 12 tháng 5 2023. Nhập mã SK1305 giảm 35% áp dụng trong ngày 13 tháng 5 2023 đến hết ngày 14 tháng 5 2023. Nhanh tay đăng ký để nhận được khuyến mãi lớn chỉ có trong sự kiện mở bán nhé.